Bạn có phải là người yêu thích những cuốn tiểu thuyết và phim thể loại kỳ bí không? Bạn có nghĩ rằng bạn có thể giải được bất kỳ câu đố nào mà bạn nhận được hay không? Bạn có tự cho là mình thông minh hơn người bình thường không? Đã đến lúc thử nghiệm các kỹ năng của bạn rồi. Thoát khỏi cầu dây. Bạn đã vô tình thả một đám sát sống từ phòng thí nghiệm tuyệt mật ra. Bạn xoay sở để thoát khỏi phòng thí nghiệm cùng với người gác cổng, trợ lý phòng thí nghiệm và một vị giáo sư già. Bạn có một khởi đầu thuận lợi nhưng chỉ có một cách để trốn thoát, đó là băng qua một cây cầu cũ, bắc qua một khe vực rộng lớn. Bạn có thể chạy qua trong một phút, trong khi trợ lý phòng thí nghiệm mất 2 phút, người gác cổng chậm hơn một chút và cần 5 phút, còn vị giáo sư mất đến 10 phút. Theo tính toán của giáo sư, lũ sát sống sẽ đuổi kịp bạn chỉ trong hơn 17 phút. Vậy nên, bạn chỉ có bấy nhiêu thời gian để đưa mọi người qua cầu và cắt dây. Thật không may, cây cầu chỉ có thể chịu nổi 2 người cùng một lúc. Và mọi thứ tồi tệ hơn khi trời tối đến mức bạn khó có thể thấy đường và chiếc lồng đèn cũ bạn lượm được trên đường đi chỉ chiếu sáng một khu vực nhỏ. Bất kỳ ai băng qua cầu đều phải cầm lồng đèn hoặc đi cùng người cầm lồng đèn và bất kỳ ai trong số các bạn đều có thể an toàn đợi trong bóng tối ở hai phía đầu cầu. Quan trọng nhất là mọi người phải an toàn qua cầu trước khi lũ sát sống kéo tới. Nếu không, sát sống đầu tiên có thể bước lên cầu trong khi mọi người vẫn còn trên đó và cây cầu sẽ bị sập. Bạn có thể nghĩ ra cách để mọi người chạy thoát kịp thời không? Hãy tạm dừng video ngay nếu bạn muốn tự mình giải câu đố. Trả lời trong 3, 2, 1. Có vẻ như bất kể bạn làm gì, bạn chỉ còn thiếu 1 hoặc 2 phút nữa, nhưng có một cách. Điều quan trọng là giảm thiểu thời gian lãng phí của hai người chậm nhất bằng cách để họ qua cầu cùng nhau. Và bởi vì bạn sẽ cần thực hiện một vài chuyến quay trở lại để đưa lồng đèn, nên bạn sẽ muốn có những người nhanh nhất có mặt để làm việc đó. Vậy nên bạn và trợ lý phòng thí nghiệm sẽ nhanh chóng qua cầu với chiếc đèn lồng, mặc dù bạn phải chạy chậm lại một chút để phù hợp với tốc độ cô ấy. Sau 2 phút, cả hai người đã qua bên kia và bạn và người nhanh nhất quay trở lại với chiếc đèn lồng, cho đến hiện tại chỉ mất 3 phút. Bây giờ giáo sư và người gác cổng cầm đèn lồng băng qua cầu cùng nhau. Điều này khiến họ mất 10 phút vì người gác cổng phải giảm tốc độ để chờ vị giáo sư già. Khi họ qua cầu rồi, chỉ còn 4 phút nữa và bạn vẫn mắc kẹt ở phía nguy hiểm của cây cầu. Nhưng hãy nhớ rằng, trợ lý phòng thí nghiệm đã có mặt phía bên kia và cô ấy là người nhanh thứ 2 trong nhóm. Vậy nên cô ấy sẽ lấy chiếc đèn lồng từ giáo sư và chạy về phía bạn. Bây giờ chỉ còn 2 phút nữa, hai người sẽ băng qua cầu lần cuối cùng. Khi bạn bước chân lên phía an toàn rồi, bạn cắt dây thừng và làm sập cây cầu phía sau lưng bạn vừa kịp lúc. Chuyến bay vòng quanh thế giới. Giáo sư X đã bắt tay vào một thử thách mới, bay vòng quanh thế giới không nghỉ trên chiếc máy bay của chính mình. Máy bay có thể di chuyển liên tục với tốc độ 1 kinh độ quanh xích đạo mỗi phút. Máy bay sẽ mất 6 giờ để đi vòng quanh thế giới. Chỉ có một vấn đề, máy bay chỉ có thể chứa 180 kg nhiên liệu, chỉ đúng cho một nửa hành trình. Giáo sư có 3 chiếc máy bay giống hệt nhau cho nhiệm vụ này. Mỗi chiếc máy bay đều có thể xoay sở trong phạm vi hẹp và có thể lập tức chuyển một lượng nhiên liệu của nó cho bất kỳ chiếc máy bay nào khác trong không trung mà không cần giảm tốc độ, miễn là chúng ở cạnh nhau. Giáo sư sẽ lái chiếc máy bay đầu tiên trong khi hai trợ lý Y và Z của ông sẽ lái chiếc máy bay còn lại. Tuy nhiên, chỉ có một sân bay nằm trên đường xích đạo sẽ đóng vai trò là điểm xuất phát, vạch đích và là điểm duy nhất mà máy bay có thể hạ cánh, cất cánh hoặc tiếp nhiên liệu trên mặt đất. 3 chiếc máy bay phải phối hợp như thế nào để giáo sư có thể bay liên tục trong cả chuyến đi và hoàn thành nhiệm vụ của mình mà không ai bị hết nhiên liệu và bị rơi? Hãy tạm dừng ở đây nếu bạn muốn tự mình giải. Trả lời trong 3, 2, 1. Cả 3 chiếc máy bay cất cánh vào buổi trưa bay về hướng Tây, mỗi chiếc chở đầy 180 kg nhiên liệu. Sau 45 phút tức 1/8 quãng đường, mỗi chiếc máy bay còn lại 135 kg. Jack đưa 45 cho giáo sư và 45 cho Y, làm đầy nhiên liệu cho cả hai. Với 45 kg còn lại, Jack đã trở lại sân bay và đi đến phòng chờ để có một giờ giải lao xứng đáng. 45 phút sau, khi đã hoàn thành 1/4 chuyến đi, cả giáo sư và Y đều còn lại 135 kg nhiên liệu. Y chuyển 45 vào bồn chứa của giáo sư, để lại cho mình 90 kg mà anh ta cần để quay lại. Giáo sư X vươn vai và có thể nghỉ ngơi một lúc. Trong khi đó, Jack hồi hộp chờ Y trở về. Máy bay của cô ấy đã được tiếp nhiên liệu đầy đủ và sẵn sàng khởi hành. Ngay sau khi máy bay của Y chạm đất, cô cất cánh lần này là bay về hướng đông. Tại thời điểm này, đúng 180 phút đã trôi qua và vị giáo sư đã đi được nửa chặng đường với 90 kg nhiên liệu còn lại. Trong 90 phút tiếp theo, giáo sư và máy bay của Jack bay về phía nhau, gặp nhau ở mốc 3/4 quãng đường. Ngay khi nhiên liệu của giáo sư sắp hết, ông nhìn thấy chiếc máy bay của Jack. Cô ấy cho ông ta 45 kg trong số 90 kg còn lại của cô. Bây giờ mỗi người có 45 kg nhiên liệu, nhưng đó chỉ là một nửa.
số họ cần để đến được sân bay. Đây chính xác là lúc y sau khi đã tiếp đầy nhiên liệu cất cánh. 45 phút sau, ngay khi chiếc máy bay kia chuẩn bị hết nhiên liệu, y gặp họ ở điểm 315 độ và chuyển 45 kilolít nhiên liệu cho mỗi chiếc, để lại 45 kilolít cho chính mình. Cả ba máy bay đều hạ cánh xuống sân bay ngay khi đồng hồ đo nhiên liệu của chúng đạt mức không. Chọn đúng con ếch. Bạn bị mắc kẹt trong một khu rừng nhiệt đới rộng lớn và bạn đã ăn phải một loài nấm độc. Để cứu mạng sống của mình, bạn cần loại thuốc giải độc do một loài ếch nhất định tiết ra. Thật không may, chỉ có con cái của loài này mới tạo ra thuốc giải độc. Và tệ hơn nữa, con đực và con cái xuất hiện với số lượng bằng nhau và trông chúng giống hệt nhau. Không có cách nào để bạn phân biệt chúng, ngoại trừ việc con đực có tiếng kêu đặc biệt. Ở bên trái, bạn đã phát hiện ra một con ếch trên một tảng đá, nhưng trước khi bắt đầu chạy đến chỗ nó, bạn nghe thấy tiếng kêu của một con ếch được phát ra từ một bãi đất trống ở hướng ngược lại. Ở đó bạn nhìn thấy hai con ếch, nhưng bạn không thể biết con nào đã tạo ra âm thanh. Lúc này bạn cảm thấy mình bắt đầu mất ý thức và nhận ra mình chỉ còn thời gian để đi về một hướng trước khi gục ngã. Cơ hội sống sót của bạn là bao nhiêu nếu bạn đi đến bãi đất trống và liếm cả hai con ếch đó? Còn nếu bạn đi đến tảng đá thì sao? Bạn nên đi con đường nào? Hãy tạm dừng ở đây nếu bạn muốn tự mình tìm hiểu. Trả lời trong 3, 2, 1. Nếu bạn chọn đi đến bãi đất trống, bạn đã đúng. Nhưng phần khó là tính toán chính xác tỷ lệ sống của bạn. Có hai cách sai phổ biến khi giải quyết vấn đề này. Câu trả lời sai số 1. Giả sử có một số lượng con đực và con cái bằng nhau, xác suất để một con ếch có giới tính là 1 trong 2, là 0,5 hoặc 50%. Cơ hội để bất cứ con nào trong số chúng là con cái vẫn sẽ là 50% mỗi lần bạn chọn. Logic này thực sự đúng đối với chỗ tảng đá, nhưng không đúng đối với bãi đất trống. Câu trả lời sai số 2. Bạn đã nhìn thấy hai con ếch ở bãi đất trống. Bây giờ bạn biết rằng ít nhất một trong số chúng là con đực, nhưng biết đâu cả hai đều là con đực thì sao? Nếu xác suất mỗi con ếch đực là 0,5, thì nhân với hai con sẽ được là 0,25, tức là 1/4 hay 25%. Vậy nên bạn có 75% cơ hội chọn được ít nhất một con cái và nhận được thuốc giải độc cao. Và bây giờ là câu trả lời đúng. Đi về phía bãi đất trống mang lại cho bạn cơ hội sống sót 2/3, tương đương khoảng 67%. Khi lần đầu tiên bạn nhìn thấy hai con ếch sẽ có một sự kết hợp có thể giữa con đực và con cái. Và như chúng ta có thể thấy, trong số 4 sự kết hợp có thể có, chỉ có một trường hợp là có hai con đực. Tiếng kêu cung cấp cho chúng ta thông tin bổ sung ngay sau khi chúng ta biết rằng một trong hai con ếch là đực. Điều đó cho chúng ta biết rằng không thể có một cặp con cái, có nghĩa là chúng ta có thể loại bỏ khả năng đó, để lại cho chúng ta 3 sự kết hợp khả dĩ. Trong số đó vẫn có một số trường hợp là hai con đực, nên chúng ta có 2/3 hoặc 67% cơ hội có được một con cái. Có lẽ lần sau bạn nên tránh ăn chiếc nấm độc đó ngay. Hãy tưởng tượng bạn đang ở trong một bữa tiệc. Bạn sẽ muốn làm gì nhất? Bạn sẽ ngồi trong một góc với hy vọng không ai để ý đến bạn và nói chuyện với người bạn duy nhất đi cùng. Hoặc bạn là người có khả năng nói chuyện với một nhóm người vừa mới quen và tiệc tùng thâu đêm. Hoặc có thể bạn có một chút của cả hai. Và tùy thuộc vào một trong ba tình huống mà bạn xác định, bạn có thể biết được bản thân là người như thế nào, một người hướng nội, một người hướng ngoại hay một người hướng trung. Các thuật ngữ hướng nội và hướng ngoại lần đầu tiên được đưa ra bởi nhà tâm thần học Karusta Jung vào những năm 1920. Theo Jung, một người hướng ngoại luôn tiếp xúc nhiều người hơn với thế giới bên ngoài. Ngược lại, một người hướng nội thì đưa năng lượng tinh thần vào bên trong. Trong một khoảng thời gian dài, bạn được xem là kiểu người hướng nội hoặc hướng ngoại. Sự thật là không có ai 100% hướng ngoại hay 100% hướng nội. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều có xu hướng nghiêng về một trong hai. Tuy nhiên, còn có hướng trung, là kiểu tính cách nằm giữa hai khoảng hướng nội và hướng ngoại. Hãy cùng khám phá ba kiểu tính cách và những đặc điểm đặc trưng của chúng. Điều này thậm chí có thể giúp bạn hiểu rõ về bản thân mình và những người khác. Bạn có thể là người hướng nội nếu bạn có những đặc điểm sau. 1. Bạn thích sự cô đơn và cảm thấy được nạp lại năng lượng bằng cách dành thời gian ở một mình. Sau một ngày dài làm việc và tham gia các hoạt động xã hội, có lẽ bạn chỉ muốn trở về một nơi yên tĩnh để suy nghĩ, nghiền ngẫm và nạp lại năng lượng. 2. Bạn có một nhóm nhỏ bạn thân và bạn thích dành thời gian riêng với từng người trong số họ. 3. Ở gần nhiều người trong một thời gian dài làm bạn kiệt sức. 4. Bạn luôn được xem là người trầm tính. Người hướng nội được miêu tả là người trầm tính, kín đáo, dịu dàng và thường bị nhầm lẫn là người nhút nhát. 5. Bạn tự nhận thức được bản thân. Bạn thích dành thời gian để tự tìm hiểu nội tâm và phân tích những suy nghĩ cảm xúc của chính mình. Điều này khiến bạn có khả năng tự nhận thức cao,
nhưng cũng có thể khiến bạn trở nên cô lập và khó xử về mặt xã hội. 6. Bạn có xu hướng suy nghĩ mọi thứ thấu đáo trước khi nói và đưa ra quyết định. Bạn thích quan sát người khác làm việc trước khi bạn làm việc đó. Những thay đổi không mong muốn và những bất ngờ vào phút chót có xu hướng làm bạn khó chịu. Bạn có thể là người hướng ngoại nếu bạn có các đặc điểm sau. 1. Bạn thích tụ tập xã hội, bạn thích được ở bên mọi người và điều đó mang lại cho bạn năng lượng. Bạn cảm thấy hào hứng hơn khi tham gia và tổ chức các hoạt động xã hội. 2. Bạn có một nhóm bạn lớn và thích nói chuyện với mọi người, cho dù họ có phải là bạn của bạn hay không. 3. Bạn cần nhiều sự kích thích và thích thử những điều mới mẻ. 4. Mọi người thường miêu tả bạn là người thân thiện, cởi mở và dễ gần, thậm chí có thể hơi ồn ào. 5. Bạn cảm thấy buồn chán khi ở một mình. Bạn cảm thấy cạn kiệt năng lượng nếu dành quá nhiều thời gian ở một mình. 6. Bạn không gặp vấn đề gì khi bộc lộ cảm xúc của bản thân và thích nói ra mọi chuyện thay vì né tránh một cuộc tranh cãi. Trong khi người hướng nội thì kín đáo, người hướng ngoại thì cởi mở, còn người hướng trung lại nằm đâu đó giữa hai trạng thái này. Dưới đây là một số dấu hiệu cho thấy bạn có thể là một người hướng trung. 1. Bạn cảm thấy thoải mái trong môi trường xã hội, nhưng bạn cũng coi trọng thời gian ở một mình. 2. Bạn là người biết lắng nghe và chia sẻ. Bạn có thể là một trong hai kiểu người này tùy thuộc vào tình huống. 3. Bạn là người linh hoạt và có thể ứng phó tốt trong hầu hết các tình huống. 4. Một số người miêu tả bạn là người trầm tính, trong khi những người khác lại nói bạn là người có tính xã hội cao. 5. Bạn thích chìm đắm trong những suy nghĩ và cảm xúc của bản thân, cũng giống như bạn thích những cuộc trò chuyện ngẫu nhiên với mọi người. Bây giờ chúng ta đã biết thêm một chút về những kiểu tính cách này. Liệu một kiểu tính cách có tốt hơn những kiểu tính cách khác không? Không, thế giới cần tất cả những kiểu tính cách này. Mọi thứ từ những người tích cực hướng ngoại đến những người cực kỳ hướng nội và mọi thứ giữa hai tính cách đó. Chúng tôi hy vọng đã giúp bạn hiểu hơn về bản thân và những người xung quanh, cũng như hiểu những đặc điểm này ảnh hưởng ra sao đến cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của bạn. Khoa học từ lâu đã hỏi và trả lời tất cả các loại câu hỏi khó. Tất cả mọi thứ từ việc vũ trụ được tạo ra từ cái gì, cuộc sống bắt đầu từ khi nào hay du hành thời gian thực sự có khả thi không? Tuy nhiên, điều quan trọng phải hỏi trước, làm ơn trả lời câu hỏi hóc búa kinh điển. Cái nào có trước, con gà hay quả trứng? Thoạt nghe có vẻ như một câu hỏi đơn giản, nhưng khi bạn nghĩ lại, nó thực sự đơn giản như vậy không? Trứng sinh ra từ gà, và gà cũng được sinh ra từ trứng. Và chu kỳ này tiếp tục mãi mãi, vì cái này liên tục sinh ra cái kia. Hôm nay chúng ta sẽ xem lại liệu khoa học có thể giúp chúng ta tìm câu trả lời không? Như chúng ta đã biết, tất cả những con gà đều nở ra từ trứng, và tất cả những quả trứng đều do gà đẻ ra. Mọi thứ phụ thuộc vào một thực thể tồn tại từ trước để bắt đầu sự tồn tại hiện tại của chúng. Vậy làm sao để chúng ta tìm ra được cái nào có trước? Tiến hóa chính là chìa khóa. Sự tiến hóa nắm giữ câu trả lời cho câu hỏi này. Chúng ta hãy xem thử. Trong thế giới động vật sinh ra trứng là động vật đẻ trứng. Nói một cách khoa học, một quả trứng không là gì khác hơn một lớp vỏ có màng bao bọc, nơi phôi thai có thể phát triển và trưởng thành cho đến khi nó có thể tự sống. Trứng được sinh ra bởi các loài động vật khác trước khi cả gà xuất hiện trên trái đất. Người ta ước tính rằng động vật có màng ối, một loài động vật bốn chi có xương sống đẻ trứng, có thể xuất hiện từ khoảng 370 đến 340 triệu năm trước. Điều này ủng hộ quan điểm cho rằng trứng có trước. Bây giờ chúng ta hãy xem xét đến gà. Các loài chim hiện đại thực sự đã tiến hóa từ loài khủng long ăn thịt nhỏ, các loài trung gian đầu tiên giữa chim và động vật chân đốt. Khủng long có đặc điểm là xương rỗng và các chi có ba ngón, chẳng hạn như Archaeopteryx. Sống ở cuối kỷ Jura, 201 đến 145 triệu năm trước. Tổ tiên thực sự của các loài chim có lẽ xuất hiện ở cuối kỷ phấn trắng, 145 đến 66 triệu năm trước. Dòng dõi này cho chúng ta biết rằng loài chim tiến hóa muộn hơn nhiều so với khủng long và khủng long đẻ trứng. Con gà đầu tiên tồn tại sẽ là kết quả của một đột biến di truyền hoặc các đột biến xảy ra trong một hợp tử được tạo ra bởi hai loài chim giống gà hoặc gà nguyên thủy. Vào một thời điểm nào đó trong lịch sử, hai loài chim giống gà, chúng ta gọi là gà trống nguyên thủy và gà mái nguyên thủy, đã giao phối và gà mái nguyên thủy đã đẻ ra một lứa trứng. Một trong những quả trứng này đã sinh ra con non mang đột biến DNA, sinh ra được gọi là con gà đầu tiên. Điều này cuối cùng khẳng định rằng trứng chắc chắn có trước gà. Tuy nhiên, một số nhà khoa học tin rằng gà có trước.
Niềm tin này dựa trên quá trình cần có để hình thành nên trứng gà. Chà, để đẻ trứng, gà có một loại protein rất cụ thể gọi là ovogladin 17 hoặc OC17 để giúp quá trình hình thành vỏ trứng. Protein này chỉ được tìm thấy trong buồng trứng của gà, dẫn đến gợi ý rằng con gà phải có trước quả trứng. Vì nếu không có OC17 thì không thể có sự hình thành trứng gà. Chà, chúng ta đang quay lại vấn đề nan giải này và vẫn đang cố gắng tìm hiểu. Tại sao không cho chúng tôi biết cái nào có trước? Chúng tôi rất muốn nghe quan điểm của bạn trong phần bình luận bên dưới. Best buy, used buy, sell buy. Bạn có thể đã thấy những từ này được in trên hầu hết mọi thứ bạn mua ở cửa hàng tạp hóa. Tất cả mọi thứ từ trứng đến sữa đều có ngày hết hàng. Và có lẽ bạn nghĩ rằng những ngày này cho bạn biết khi nào thực phẩm không thể ăn được nữa, phải không? Tuy nhiên, thực phẩm vẫn có thể ăn được ngay cả khi nó đã quá hạn sử dụng được in trên bao bì. Bạn tò mò, khám phá nhiều hơn, biết nhiều điều hơn. Nếu thực phẩm không được xử lý đúng cách trong quá trình đóng gói, vận chuyển hoặc bảo quản, chúng thực sự có thể bị hỏng trước ngày in trên nhãn. Thời hạn sử dụng của thực phẩm có thể bị giảm xuống vì những việc đơn giản như để nó ngoài trời quá lâu hoặc chỉnh tủ lạnh ở nhiệt độ không phù hợp. Vậy tại sao những ngày này lại được ghi trên nhãn thực phẩm? Các công ty sản xuất thực phẩm sử dụng ngày Best Buy hoặc Used Buy để cho biết thời hạn mà sản phẩm của họ đạt đúng chất lượng, mùi vị và hương vị tốt nhất cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, điều này cũng có thể khiến chúng ta nghĩ rằng nên vứt bỏ thực phẩm khi chúng đến ngày hết hạn và mua một cái khác mặc dù nó vẫn còn ăn được. Điều này dẫn đến một vấn đề lớn là lãng phí thực phẩm. Mỗi năm, người Mỹ bỏ hơn 40 triệu tấn thực phẩm còn tốt vào thùng rác. Khoảng 40% nguồn cung cấp thực phẩm bị vứt bỏ vì những ngày khó hiểu trên bao bì. 83% người Mỹ vứt bỏ thực phẩm dựa trên ngày sell by, mặc dù ngày này không dành cho người tiêu dùng. Ý nghĩa thực sự của ngày này là cho biết khi nào các cửa hàng cần thay thế hàng tồn kho của họ. Sự lãng phí này có thể được giảm xuống đáng kể bằng cách giải mã ngày tháng trên nhãn thực phẩm. Lần tới khi dọn tủ đựng thức ăn hoặc tủ lạnh, việc biết những thuật ngữ này có ý nghĩa là gì sẽ giúp bạn giữ đồ ăn trong tủ lạnh lâu hơn. Ngày Best Buy hoặc Used Buy. Ngày này cho biết đây là ngày cuối cùng sản phẩm còn giữ được chất lượng và hương vị tốt nhất. Nhưng sau ngày này thì thực phẩm vẫn có thể ăn được. Những nhà sản xuất thực phẩm là người quyết định ngày này. Ngày Sell By. Ngày này cho các cửa hàng biết đây là ngày cuối cùng sản phẩm có thể được bán hoặc nên được đưa lên kệ của họ. Các sản phẩm có thể vẫn an toàn để sử dụng sau ngày này. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến cáo nên sử dụng sớm. Các cửa hàng vẫn có thể tặng sản phẩm đã hết hàng sử dụng, miễn là đảm bảo sản phẩm không bị hư. Ngày đóng gói sản xuất. Ngày này cho biết thời điểm một mặt hàng được đóng gói, đậy kín hoặc đóng hộp. Điều này giúp các nhà bán lẻ và cửa hàng theo dõi lượng hàng của họ, cũng như lấy và gửi lại các mặt hàng trong trường hợp cần thu hồi. Đến đây, chúng tôi chắc chắn rằng bạn đang tự hỏi, làm sao để biết thực phẩm vẫn còn tốt, đúng không? Cuối cùng thì, ngày in trên các nhãn này không thực sự cho bạn biết nhiều điều về độ an toàn của thực phẩm. Thay vào đó, bạn nên kiểm tra thực phẩm để tìm hiểu các dấu hiệu hư hỏng như thay đổi về mùi, màu sắc hoặc cấu trúc. Chúng tôi có một số cách để nhận biết các dấu hiệu đơn giản giúp bạn biết được thực phẩm đã thực sự hư hỏng hay chưa. 1. Trứng nổi trong nước. Nếu bạn cho một quả trứng vào nước và nó chìm xuống đáy thì trứng vẫn còn tươi. Còn nếu nó nổi lên thì nó đã bị hỏng. Tuy nhiên, cách chính xác nhất để biết trứng có bị hỏng hay không là ngửi lòng đỏ. Trứng bị hỏng sẽ có mùi hôi trước và sau khi được nấu chín. 2. Rau đổi màu hoặc bị mềm. Nếu bạn nhận thấy rau màu xanh chuyển sang màu vàng hoặc ngã màu đáng kể thì có lẽ là đến lúc bạn vứt chúng vào thùng rác được rồi đấy. Các loại rau củ như khoai tây và cà rốt phải còn cứng. Nếu chúng bị mềm hoặc bị nhầy, điều này có nghĩa là chúng không thể ăn được nữa. 3. Đồ hộp bị mấp méo. Bạn sẽ nghĩ rằng các mặt hàng đóng hộp về cơ bản sẽ tồn tại mãi mãi, phải không? Chà, điều này không đúng đâu. Hàng đóng hộp có thể có thời hạn sử dụng từ 2 đến 5 năm, miễn là không có bất kỳ vết lõm, vết nứt, rỉ sét hoặc chỗ phình ra nào trên hộp. Thực phẩm đóng hộp bị hỏng có thể gây ngộ độc thịt, một bệnh hiếm gặp và có khả năng gây tử vong do độc tố của vi khuẩn Clostridium botulinum. Bệnh bắt đầu làm cho cơ thể yếu ớt, mờ mắt, cảm thấy mệt mỏi và nói chuyện khó khăn. 4. Thức ăn có mốc.
Đây là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy thực phẩm chắc chắn đã bị hỏng. Đôi khi người ta cắt bỏ phần có nấm mốc và ăn phần còn lại chưa bị hỏng. Đây là một ý tưởng không tốt. Các món nướng như bánh mì có đốm mốc chắc chắn không an toàn để ăn, ngay cả khi bạn cắt bỏ các phần bị mốc, vì không có cách nào để biết được lượng nấm mốc đã lan bên trong. 5. Thức ăn có mùi hôi. Đây là một dấu hiệu rõ ràng khác về thực phẩm đã bị hỏng. Nếu thức ăn không có mùi như bạn tưởng tượng, hoặc bạn nhận thấy rằng nó có mùi khác so với lúc bạn mua, có lẽ nó đã bị hỏng và nên vứt vào thùng rác. 6. Thịt có màu lạ nói chung. Thịt phải có màu đỏ. Nếu bạn nhận thấy thịt cực kỳ sẫm màu, hoặc có màu xám hoặc hơi xanh, có lẽ đã đến lúc bạn nên vứt nó đi. Bằng cách tương tự, bạn có thể biết thịt gà đã bị hỏng hay chưa nếu nó bắt đầu có màu xám. Thịt gà lý tưởng nhất có màu hồng nhạt. Sự thay đổi màu sắc cho thấy vi khuẩn đang phát triển trên gà và nó không còn ngon như lúc đầu, mặc dù có thể nó không có mùi quá nặng. 7. Trái cây bị dập. Trái cây có thể bị hỏng nhanh chóng. Nấm mốc cũng thường phát triển trên trái cây. Một dấu hiệu rõ ràng cho thấy bạn không nên ăn trái cây là khi nó trở nên mềm và bị dập. Và điều này có nghĩa là nó không còn ăn được nữa. 8. Hải sản có mùi hơi tanh. Nghe có vẻ hơi ngớ ngẩn khi nói rằng nếu cá của bạn có mùi tanh thì nó có thể đã bị hỏng. Nhưng đó là sự thật và khá khó hiểu. Một số hải sản tự nhiên có mùi hơi tanh và điều đó không sao hết. Nhưng nếu hải sản của bạn có mùi tanh rất khó chịu thì có thể nó đã bị hỏng. Hãy tin tưởng vào khứu giác của bạn. 9. Có một lớp nhầy trên thức ăn. Nếu bạn nhận thấy có một lớp chất nhầy phía trên đồ ăn cũ như thịt nguội hoặc rau, thì đã đến lúc bạn nên vứt nó vào thùng rác. Đây là dấu hiệu cho thấy vi khuẩn đang phát triển trên thức ăn và nó có thể gây bệnh cho bạn. 10. Gia vị nhạt màu. Gia vị cũng là thứ có thể tồn tại mãi mãi, đúng không? Chà, không hẳn vậy. Khi gia vị bị hỏng, chúng có thể sẽ không gây bệnh cho bạn, nhưng chúng sẽ không có mùi vị tươi ngon và hương vị tuyệt vời. Bạn sẽ biết rằng gia vị đã quá cũ nếu chúng bị nhạt màu và không còn mùi thơm như trước. Khoa học thực phẩm có thể phức tạp và những nhãn mác không rõ ràng đó không phải lúc nào cũng hữu ích. Biết một chút về cách thức và lý do tại sao thực phẩm hết hạn có thể giúp bạn giữ đồ ăn trong tủ lạnh tươi hơn. Chúng tôi hy vọng đã giúp bạn hiểu rõ hơn về những ngày ghi trên nhãn thực phẩm. Hãy tiếp tục theo dõi bản Tò Mò, khám phá nhiều hơn, biết nhiều điều hơn. Hôm nay tôi nghĩ sẽ chia sẻ một vài bí mật của biển xanh sâu thẳm. Có một thực tế là chúng ta biết nhiều điều về không gian vũ trụ hơn so với đại dương. Các đại dương chiếm khoảng 2/3 tổng diện tích bề mặt trái đất và chứa đựng rất nhiều bí mật. Độ sâu trung bình của đại dương là hơn 3.700m, nhưng phần sâu nhất của đại dương là một phần của rãnh Mariana, được xem là độ sâu thách thức với gần 11.000m. Nó sâu hơn trần bay của hầu hết các máy bay phản lực thương mại. Và sâu đến mức nếu đặt đỉnh Everest vào đó, nó sẽ vẫn còn gần 2.000m nước phía trên đỉnh. Khu vực này được đặt theo tên kẻ thách thức HMS, một con tàu của Hải quân Hoàng gia Anh đã khảo sát khu vực này vào năm 1951. Những người đầu tiên tự lặn và khám phá độ sâu này là Jacques Picard, một nhà hải dương học người Pháp, và Don Quốc, một trung úy Hải quân Hoa Kỳ. Họ đã làm như vậy vào năm 1960, đạt độ sâu gần 11.000m trong một tàu lặn có tên là Batikat GS. Nó sử dụng xăng để hỗ trợ bảo vệ con tàu khỏi áp lực của vùng nước sâu. Bản thân rãnh được hình thành bởi mạng kiến tạo Mariana ép mạng Thái Bình Dương bên dưới nó. Khi thử nghiệm với tàu GS, Picard đã từng phá kỷ lục bay khinh khí cầu ở độ cao cao nhất. Có nghĩa là anh ấy giữ kỷ lục cho cả chuyến bay cao nhất và chuyến lặn sâu nhất. Quá trình xuống rãnh mất gần 5 giờ, nhưng chỉ mất 3 giờ 15 phút để trở lại bề mặt. Và do một vết nứt đã bắt đầu hình thành trong quá trình xem bằng nhựa trong quá trình lặn xuống. Họ chỉ cố gắng ở dưới đó được 20 phút. Có rất nhiều sự sống khác nhau trên trái đất, nhưng có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng 95% các dạng sống đã biết là ở dưới nước. Điều này khiến con người chúng ta trở thành một thiểu số rất nhỏ. Có hơn 230 triệu loài đã được xác định trong các đại dương. Điều này không quá bất ngờ khi chúng ta biết sự sống đã thực sự bắt đầu phát triển dưới biển khoảng 3 tỷ năm trước, nhưng chỉ bắt đầu phát triển trên đất liền khoảng 4 triệu năm trước. Đó là một khởi đầu khá thuận lợi. Nhiều sự sống dưới nước thật đáng kinh ngạc, và một số loài lâu đời trên thế giới vẫn đang bơi xung quanh ta. Ví dụ, sứa đã tồn tại lâu hơn khủng long hoặc thậm chí là cá mập. Chúng đã xuất hiện lần đầu tiên vào hơn 650 triệu năm trước, với ước tính chỉ khoảng 5% đại dương là đã được khám phá. Có khả năng là còn hàng ngàn loài thú vị vẫn chưa được biết đến.
Nhờ trí tưởng tượng hoang dã của chúng ta và một số nghiên cứu khoa học viễn tưởng trong hàng trăm năm qua, chúng ta nghĩ vùng biển sâu chứa đầy những sinh vật đáng sợ khổng lồ. Nhưng trên thực tế, ở đó có khá nhiều loài động vật khác nhau. Trong những năm gần đây, các nghiên cứu đã được thực hiện bao gồm các chuyến thăm của nhà làm phim James Cameron đã làm sáng tỏ điều này. Ví dụ như động vật chân đốt như loài giáp sát giống tôm phát triển dài từ 15 đến 30 cm, dài hơn nhiều lần so với động vật chân đốt thông thường. Ngoài ra còn có những sinh vật khác thường hơn mà chúng ta hầu như không hề biết chúng là động vật, được gọi là trùng lỗ. Chúng tồn tại trong những hạt nhỏ nhất trôi trong nước bằng cách sử dụng các sợi hình ống để vươn ra và lấy thức ăn từ các dòng hải lưu. Những con hải sâm cũng được mọc ra từ đáy biển, nhóm lại với nhau và hướng vào dòng nước để cố gắng bắt được nhiều thức ăn nhất có thể. Sẽ có nhiều sinh vật biển ở dưới đó, nhưng do không có ánh sáng cùng cái lạnh khắc nghiệt, cũng như điều kiện khan hiếm thức ăn, rất khó để các sinh vật sống tiến hóa đầy đủ để tồn tại. Điều thú vị là dãy núi lớn nhất thế giới được biết đến như sườn núi giữa đại dương này, có thể nằm gần như hoàn toàn dưới mặt nước và trải dài một diện tích 65.000 km. Mặc dù nó rất lớn nhưng người ta tin rằng khu vực này ít được khám phá hơn so với sao hỏa hoặc thậm chí sao kim. Người ta cũng tin rằng có hàng nghìn con tàu đắm trên khắp các đại dương trên thế giới. Chỉ riêng ngoài khơi Florida đã có hơn 1.000 con tàu đắm rồi. Nghĩa là có thể có nhiều phần lịch sử nằm dưới lòng đại dương hơn ở trong bất kỳ bảo tàng nào trên thế giới. Bạn đã bao giờ nghĩ sẽ ra sao nếu bạn nhìn thấy âm nhạc, nếm từ ngữ hoặc thấy màu sắc chưa? Có thể bạn nghĩ là cần phải sử dụng một loại thuốc ảo giác nào đó để có một trải nghiệm như vậy, đúng không? Chà, không phải vậy đâu. Bạn có thể gặp phải tình trạng này nếu bạn mắc phải một chứng bệnh thần kinh đặc biệt, mà khi đó hai hoặc nhiều giác quan của não bạn giao nhau. Sự kích thích của một cảm giác, ví dụ thính giác, sẽ dẫn đến trải nghiệm tự động, không có chủ ý đối với cảm giác thứ hai, chẳng hạn như thị giác. Điều này được gọi là cảm giác kèm, và nó có thể tạo ra một số nhận thức độc đáo về thế giới. Nói cách khác, khi một giác quan được kích hoạt, một giác quan khác không liên quan cũng sẽ được kích hoạt đồng thời. Bạn tò mò? Hãy tiếp tục theo dõi. Những người bị hội chứng cảm giác kèm được xem là bệnh nhân. Đối với những người này, âm thanh của một chiếc xe chạy qua có thể tạo ra mùi vị của bánh quy, hoặc việc nghe nhạc có thể khiến họ cảm nhận được âm thanh dưới dạng các vòng xoáy hoặc hoa văn màu sắc. Một số nghiên cứu cho thấy các kết nối bất thường trong các vùng não kề nhau của người mắc hội chứng này, tương tự như ở trẻ sơ sinh. Trên thực tế, người ta tin rằng tất cả trẻ sơ sinh đều có cảm giác kèm cho đến khi chúng được khoảng 4 tháng tuổi. Sau đó, các kết nối thần kinh gây ra hội chứng này sẽ tách ra. Tình trạng này xảy ra ở khoảng 4% dân số và phổ biến ở phụ nữ hơn so với nam giới. Và cũng có vẻ là hội chứng di truyền vì tình trạng này có thể xảy ra với các thành viên của gia đình. Mặc dù nó có biểu hiện theo nhiều cách, nhưng phổ biến nhất là tự vị màu. Trong đó các chữ cái và số riêng lẻ được kết hợp với các màu cụ thể và đôi khi là các hoa văn sặc sỡ. Vì cảm giác kèm có thể bao gồm bất kỳ sự kết hợp nào của các giác quan, nên có từ 60 đến 80 loại khác nhau. Nhưng không phải tất cả đều đã được ghi nhận hoặc nghiên cứu, và vẫn chưa rõ nguyên nhân. Cảm giác kèm có biểu hiện theo một số cách thực sự hấp dẫn, ví dụ như loạn từ ngữ với vị giác. Đây là một trong những dạng cảm giác kèm hiếm nhất, khiến người bệnh liên kết lời nói với một số vị nhất định. Nghe màu sắc. Nó là một dạng cảm giác kèm phổ biến, khiến người bệnh có thể liên kết âm thanh với màu sắc. Loạn cảm xúc. Nó là một dạng cảm giác kèm khiến một người có cảm giác bị đụng chạm khi họ nhìn thấy người khác đang bị chạm vào. Dị ứng tiếng ồn. Nó đúng với nghĩa đen là sự căm ghét âm thanh. Nó là một dạng cảm giác kèm xảy ra khi âm thanh kích hoạt những cảm xúc tiêu cực mạnh mẽ như sự ghê tởm và tức giận. Nhân cách hóa. Nó xảy ra khi các chuỗi có thứ tự như số, ngày trong tuần hoặc các chữ cái đều có những nhân cách cụ thể và thậm chí có cả diện mạo. Một số người bệnh thậm chí có thể có nhiều hơn một loại cảm giác kèm. Không có gì ngạc nhiên khi những người này có khả năng hoạt động với khả năng sáng tạo cao gấp 8 lần. Và khá nhiều nghệ sĩ tài năng trong lịch sử đã từng mắc phải chứng bệnh này. Mặc dù không có cách nào để chẩn đoán về cảm giác kèm, nhưng những người mắc hội chứng này có một số điểm chung. Nhận thức hỗn hợp của họ về các giác quan là không tự nguyện và xảy ra mà họ không cần phải suy nghĩ về nó. Tình trạng của họ thực sự xảy ra chứ không phải tưởng tượng, có nghĩa là họ không phải nghĩ về nó. Bộ não của họ sẽ tạo ra liên kết ngay lập tức. Sự kết hợp giữa các giác quan luôn giống nhau, có nghĩa là màu tím sẽ luôn có vị như dâu tây và không có vị táo vào một ngày khác đối với những người mắc loại cảm giác kèm đó. Nhận thức thứ cấp thường đáng nhớ hơn nhận thức chính.
Vậy nên nếu một người bệnh liên kết tên của ai đó với một màu sắc, họ sẽ nhớ màu sắc đó trước khi nhớ tên. Không có phương pháp điều trị cụ thể nào cho chứng cảm giác kèm. Nhiều người dường như thích nhận thức thế giới theo một cách khác với mọi người nói chung. Mặt khác, một số người bệnh cảm thấy rằng tình trạng của họ khiến họ trở nên khác biệt và họ gặp khó khăn khi giải thích trải nghiệm của họ với người khác. Nói chuyện trực tiếp với những người bệnh khác qua mạng Internet sẽ giúp họ nhận ra rằng có những người khác cũng trải qua điều tương tự và giúp họ đối phó với cảm giác bị cô lập. Nói chuyện với một chuyên gia sức khỏe tâm thần cũng có thể giúp người bệnh nhận thấy được giá trị của hội chứng này trong cuộc sống của họ. Thay vì có một bên não chi phối bên còn lại, cả hai bên não của họ hài hòa với nhau khi họ theo đuổi công việc mà họ đam mê. Hiện tại, cảm giác kèm chỉ là một hội chứng và chúng ta không thể hoàn toàn hiểu được những điều diễn ra bên trong bộ não của chúng ta. Bạn đã từng bị la mắng vì ngồi thụp trên bàn ăn chưa? Hay bạn đã nhiều lần được yêu cầu hãy đứng thẳng lên hoặc đừng còm lưng xuống nữa? Những nhận xét như vậy có thể khiến bạn khó chịu, nhưng chúng không sai. Từ mức độ đau nhức đến sự tự tin của bạn, tư thế của bạn ảnh hưởng đến bạn nhiều hơn bạn nghĩ. Tư thế của bạn khi ngồi hoặc đứng là nền tảng cho mọi chuyển động của cơ thể và có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc làm thế nào để cơ thể bạn có thể thích nghi với những áp lực gây ra đối với nó. Những áp lực này bao gồm ngồi ở những vị trí khó chịu hoặc mang đồ nặng hoặc quan trọng nhất là trọng lực. Với một tư thế không đúng, các cơ quan của bạn phải làm việc nhiều hơn để giữ cho bạn thăng bằng và đứng thẳng được. Theo thời gian, một tư thế sai có thể khiến cơ thể bạn suy yếu và gây ra các vấn đề khác như: số 1, làm hao mòn thêm các khớp và dây chằng của bạn. Số 2, tăng khả năng bị chấn thương. Số 3, làm cho một số cơ quan như phổi của bạn kém hiệu quả hơn. Số 4, ảnh hưởng đến trạng thái cảm xúc và độ nhạy cảm của bạn với nỗi đau. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng tư thế của chúng ta ngày càng xấu đi khi sử dụng máy tính nhiều, thiết bị di động và các thiết bị điện tử khác khuyến khích nhìn xuống trong thời gian dài. Vậy tư thế tốt trông như thế nào? Khi bạn nhìn cột sống từ phía trước hoặc phía sau, tất cả 33 đốt sống phải thẳng hàng trên một đường thẳng xếp chồng lên nhau. Nhìn từ bên hông, cột sống phải có 3 đường cong, một ở cổ, một ở vai và một ở lưng. Nếu chúng được căn chỉnh đúng cách khi bạn đứng lên, bạn sẽ có thể vẽ một đường thẳng từ một điểm ngay trước vai, đến sau hông, phía trước đầu gối, đến vài inch trước mắt cá chân của bạn. Điều này trực tiếp giữ trọng tâm dựa trên sự hỗ trợ của bạn, cho phép bạn di chuyển hiệu quả hơn và ít căng cơ nhất. Trong khi ngồi, cổ của bạn phải ngay thẳng, không nghiêng về phía trước. Vai của bạn nên được thư giãn, với cánh tay của bạn gần với cơ thể của bạn. Chân của bạn phải đặt thẳng trên sàn và đầu gối uốn cong một góc 90 độ. Dưới đây là một số mẹo để cải thiện tư thế của bạn. Nếu bạn dành nhiều thời gian ngồi vào bàn làm việc, hãy thử sắp xếp lại nó. Đảm bảo rằng tất cả các bộ phận cơ thể như cổ tay và khuỷu tay của bạn đều được hỗ trợ. Bạn cũng có thể nâng màn hình lên sao cho ngang tầm mắt hoặc ngay dưới tầm mắt. Bạn cũng nên thử nằm nghiêng khi ngủ với cổ được nâng đúng cách và kê một chiếc gối ở giữa hai chân. Mang giày có hỗ trợ vòm tốt và gót thấp. Không mang giày cao nữa nha. Nên đeo ba lô để chúng tiếp xúc với lưng và cân bằng. Nếu bạn ngồi nhiều, hãy đứng dậy đi lại vào một thời điểm nào đó và nhớ tập thể dục. Sử dụng cơ bắp sẽ giữ tư thế ở hình dạng của nó để hỗ trợ tất cả các chuyển động của cơ thể bạn. Tham khảo ý kiến của chuyên gia vật lý trị liệu nếu bạn thật sự lo lắng về tư thế của mình. Chúng tôi hy vọng bạn đã học được điều gì đó mới ngày hôm nay.